Bài 17, một số dung đốt khác. Trong bài này gồm có hai phần chính. Phần 1, tìm hiểu một số dung đốt thường gặp. Các em sẽ tìm hiểu về cấu tạo nè, về lối sống của các dung đốt thường gặp đó là gì. Phần 2, đặc điểm chung của ngành dung đốt. Và phần 2 này là nội dung giảm tải, chúng ta sẽ không học nội dung này. Một số dung đốt thường gặp. Các em hãy mở sách giáo khoa ở trang 59. Lưu ý quan sát kỹ các hình ảnh kết hợp với thông tin ở sách giáo khoa. Dung đốt có khoảng trên 9.000 loài khác nhau sống ở nước mặn, nước ngọt, trong bùn, đất, vân vân. Một số sống ở cạn và ký sinh. Đây là ba đại diện các em sẽ tìm hiểu trong tiết học hôm nay. Ở đây cô cũng giới thiệu thêm khái quát nhé. Ngành dung đốt gồm có ba lớp quan trọng, đó là lớp giun nhiều tơ như là con rươi nè. Các em sẽ học. Rồi lớp giun ít tơ như là giun đất đã được học nè. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học thêm đó là giun đỏ. Lớp đĩa như là con đĩa nè, vắt nè ha, vân vân. Đấy. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đại diện đó là con giun đỏ. Giun đỏ có đời sống, lối sống, đặc điểm cơ thể như thế nào? Giun đỏ sống thành búi ở cống rãnh nè, đầu cắm xuống bùn. Như vậy nó có lối sống là cố định nha mấy em. Thân phân đốt luôn uống sống để hô hấp. Và chúng được khai thác làm thức ăn cho các loài cá cảnh nha. Đấy là tìm hiểu xong về phần con giun đỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về đĩa ha. Đĩa có đời sống, lối sống và đặc điểm cơ thể như thế nào để thích nghi? Các em hãy quan sát. Đĩa có lối sống đó là ký sinh ngoài nha. Do thích nghi với đời sống ký sinh ngoài hay còn gọi là bán ký sinh, cho nên nó có cơ thể của nó có những biến đổi về mặt cấu tạo để thích nghi với lối sống đó, như là gì? Nó có sợi tơ hay là các chi bên bây giờ không còn nữa, tiêu giảm. Nhưng ngược lại các giác bám phát triển để giúp cho cơ thể của nó bám vào trong vật chủ nha. Ống tiêu hóa phát triển với nhiều ruột tịch để hút và chứa máu hút từ vật chủ nha. Và nó bơi kiểu lượn sóng. Khi có động vật hay là con người đi qua, chúng sẽ bám vào để hút máu và đến khi no thì chúng sẽ rời vật chủ trở lại môi trường sống tự do. Đó là kiểu sống ký sinh ngoài hay còn gọi là bán ký sinh. Các em hãy quan sát trên hình. Đây là giác bám của đĩa, có hai giác bám ở phía đầu và phía đuôi nhé. Sau đây cô sẽ giới thiệu thêm cho các em một đại diện nữa trong lớp đĩa, đó chính là con vắt. Vắt có đời sống, sống ở đâu nè và cơ chế hút máu của nó như thế nào, có khác gì so với đĩa hay không nha. Vắt sinh sống ở đất, trong rừng, dưới các tán lá. Đây các em quan sát một tán lá này ha, có rất nhiều con vắt bám vào trong đây, hoặc là nó có thể sống trong các hốc đá ở các khe suối nha. Vào mùa mưa, mùa hè có mưa rào thì trong rừng hay là vùng rừng núi xuất hiện rất là nhiều vắt. Khi có người hoặc là động vật đi qua, chúng sẽ chuyển bám vào và hút máu của vật chủ. Quanh miệng của nó có tuyến nước bọt, trong tuyến nước bọt có tiết chất chống đông máu làm cho vết thương ở vật chủ máu chảy liên tục ha, và không đông để giúp chúng hút no và đầy máu hơn một cách dễ dàng. Khi ở trạng thái nghỉ, kích thước trung bình của vắt dài từ 2 đến 4 cm, sau khi nó bám vào trong vật chủ hút máu liên tục trong vòng 20 phút cho đến 1 giờ, đến khi no đầy máu thì kích thước của nó có thể tăng lên gấp 7 đến 8 lần bình thường. Như vậy, đĩa và vắt là động vật gây hại cho động vật hay là con người hay là cho vật chủ á, bởi vì sao? Nó sẽ bám vào hút máu của vật chủ, đúng không ạ? Nhưng mà nguy hiểm hơn nếu như chúng chui được vào trong ống tiêu hóa của vật chủ, hay là nó chui vào trong mũi nè, trong khí quản, thì lúc này rất là nguy hiểm ha. Phải làm gì? Phải gọi cứu trợ và sơ cứu kịp thời. Sau nếu như mà trễ, có thể là sẽ nguy hiểm đến tính mạng các em. Và khi mà bị vắt hay là đĩa bám vào để mà hút máu thì mình xử trí bằng cách nào? Có thể là dùng bật lửa hơ nóng thì lúc này vắt hay là đĩa nó sẽ nhả ra.
khỏi cơ thể vật chủ và rửa sạch vết thương, rồi sát trùng vết thương, dùng băng gạc y tế băng bó vết thương lại. Đó là cách sơ cứu khi trường hợp mà bị đĩa hay là vắt nó bâu vào nha. Sau cùng chúng ta sẽ tìm hiểu đại diện, đó là con rươi. Rươi sống ở nước lợ, cơ thể phân đốt nè, chi bên có tơ phát triển, đầu có mắt, khứu giác và xúc giác. Nó là nguồn thức ăn cho cá. Ngoài ra con người khai thác chúng để làm thức ăn như là làm mắm rươi nè, hoặc là chế biến từ thịt tươi sống của nó với những cái món ăn khác nhau. Đấy ha. Đây là món ăn đặc sản đó các em. Các em hãy tìm hiểu thêm nhé về những món ăn làm từ rươi nhé. Đến đây các em đã tìm hiểu rõ các đại diện của ngành giun đốt như là giun đất nè, đĩa nè, rươi, giun đỏ, vân vân. Các em sẽ hoàn thiện bảng 1 sách giáo khoa trang 60. Đến đây em có thể dừng video lại đôi phút. Hoàn thiện bảng này xong rồi chúng ta sẽ cho video chạy tiếp để kiểm tra kết quả xem như thế nào. Sau đây là kết quả của bảng 1, các em cùng theo dõi. Về môi trường sống của các đại diện như thế nào? Đầu tiên là giun đất sống ở đất ẩm nè, đĩa sống ở nước ngọt, rươi thì sống ở nước lợ và giun đỏ là sống ở nước ngọt, ở cống rãnh. Về lối sống cũng rất khác nhau, như là giun đất là sống tự do bằng cách là chui rút trong đất, đĩa là ký sinh ngoài, rươi sống tự do ngoài môi trường. Còn giun đỏ sống cố định do đầu của nó cắm xuống bùn ha, cho nên lối sống là sống cố định. Như vậy qua bảng này em có nhận xét về sự đa dạng của ngành giun đốt như thế nào hay là thể hiện qua những đặc điểm gì? Ngành giun đốt rất đa dạng về số lượng loài, như các em đã biết là có trên 9.000 loài giun đốt khác nhau. Đa dạng về môi trường sống, ví dụ nó có thể sống ở trong đất ẩm nè, ở trong môi trường nước, nước ngọt, nước lợ, vân vân. Về lối sống cũng rất đa dạng, có thể sống tự do theo kiểu chui rút, sống ký sinh ngoài hay là sống cố định. Thế như nào? Đó là sự đa dạng của ngành giun đốt. Và ở đây thì ngành giun đốt có những ý nghĩa thực tiễn như thế nào trong tự nhiên, trong đời sống của con người các em ha? Đây, vai trò thứ nhất đó là nguồn thức ăn cho con người như là rươi nè, thức ăn cho động vật khác như là giun đất, giun đỏ, vân vân, rồi làm cho đất trồng tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ, đó là con giun đất. Thức ăn cho cá như là giun đỏ, rươi, vân vân. Có hại cho động vật và con người như là đĩa, vắt, bởi vì chúng hút máu của vật chủ hay là của động vật, của con người. Đấy, đó là ý nghĩa thực tiễn của ngành giun đốt. Đây là nội dung chính trọng tâm của bài 17, tìm hiểu một số giun đốt khác. Các em hãy ghi đầy đủ nội dung này vào trong vở của mình nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy ghi đầy đủ nội dung của bài học, học bài, làm câu hỏi 1 và 2, sách giáo khoa trang 61 vào trong vở của mình. Chuẩn bị tiết ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1. Trọng tâm đó là ngành ruột khoang và các ngành giun. Cô mến chào tất cả các em.